Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị vườn của anh Thanh ở Cồn Khương. Cô chú anh chị chia sẻ sơ một vòng vườn của anh Thanh cô chú anh chị ha. Ở đây thì có một cây cúc thợ hương tàn rất là đều dày kính luôn ha quý cô chú. Cây này Tết năm nay chơi bông là ngon lành luôn á cô chú anh chị. Chi cành đều luôn hết cô chú anh chị nha. Đế nha cô chú. Em xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Kính chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui và sưu tầm thêm được cho mình nhiều cây mai đẹp ha, cũng như là thêm được nhiều cái phôi mai quá cho mình ha quý cô chú. Em xin được phép vào clip giới thiệu mai hôm nay của anh Thanh ha cô chú anh chị nha. Chào anh Thanh ơi. Dạ. Chào mai có lên mười mấy phôi tứ quý nha anh em. Dạ. Này bứng hôm nay cũng khoảng 5-6 ngày rồi. Để lại ghép nuôi luôn mà không gầy. Do Covid khó khăn quá. Nhà hết mì gói rồi nay lên bán luôn. Còn lại 4 cây cắt chưa cái gòi nữa nè. Dạ. Rồi một lô tứ quý luôn ha cô chú anh chị. Cái này để mà cắt luôn ha. Dạ. Cắt xong rồi giao lưu với anh em luôn. Cây này là mới bứng nha anh em. Dạ. Cắt ra cắt đỏ tươi nè anh em. Cây đảm bảo anh em là mạnh 100%. Cây này chỉ mới bứng có 5-6 ngày à. Này sửa dán là cái phôi anh ha. Đúng rồi, cắt dạ. Phôi lại. Tứ quý thì cắt phôi lại để ghép thôi. Dạ. Cây này nếu lấy cao thì nó bị thiếu chân cành bên đây nha anh em. Này mới hạ cái ngọn cho lùng xuống luôn. Nó mới cây nó mới liền lạc. Rồi. Dạ thành lùng lực lên ha. Thành lùng lực cây này đế đẹp lắm nha anh em. Dạ. Quá nguyên cục đế luôn nè. Dạ. Cây này giờ anh em ghép 1 2 3 4 với ngọn 2 nữa là 6. Em ghép 6 bo. Nãy để cái phong cao đó nó bị chống ở trên, nó thiếu chân cành anh em. Cắt gì nhìn cây nó lùng lực mà anh em ghép nó mau đầy tàn đó. Yeah. Rồi cây này mã số 1 nha anh em. Mã số 1. Cây này hoành thân 31 nha anh em. Yeah. Chiều cao là 45. 31 chiều cao 45. Cái bầu này đường kính 37 về anh em trồng chậu 4 là vừa nha anh em. Đừng có trồng chậu 5 nó dư chậu, nó dư phân anh em. Trồng chậu lớn nó bị dư phân cái dư nước anh em tưới nhiều quá nó dư nước cây nó trồng phát triển lắm. Năm đầu anh em vô chậu 4 đi. Rồi năm sau rễ nó bắt mạnh rồi đó anh em sang qua chậu 5 cũng được. Cái cây mới trồng anh em đừng có ham trồng chậu lớn nó dư nước. Cây nó yếu lắm nghe nè. Đây là mã số 1 nha cô chú. Cây mã số 1. Mã số anh ghi viết số nó đừng có trời mưa rồi nó đừng có bay cái số. Rồi mã số 1 anh em giao lưu giá 2,5 triệu bao ship nha anh em. Tứ quý ha, đế đẹp lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi.
Mã số 2 cô chú anh chị nha. Lô này toàn bộ là phôi tứ quý không nha anh em. Dạ. Rồi, đế. Đây thêm cắt rồi. Đó, cái này đế nguyên cục đặt luôn nha anh em. Cái gì luôn anh? Có chi cành luôn cô chú anh chị nha. Rồi, cây mã số 2 hoành thân 32 nha anh em. Dạ. Chiều cao là 56. Dạ. Mã số 2 nè, vô lưu cũng giá 2,5 triệu bao ship luôn nha anh em. Dạ, 2,5 triệu. À, nhìn cây xạ thác cô chú anh chị, này mình ghép xong mình để đầu bằng khách là ngon lành luôn nha quý cô chú. Rồi. Số 3. Số 3. Cây này cái số 3 cắt gọi luôn nha anh em. Trong cái lô tứ quý này cây nào cũng đế cũ cũ gì không nghe anh em. Cây đó hồi nhỏ anh đã trồng, anh đã ươm trong cái bọc ni lông á. Thử ra đế nó mới gom đẹp lên được gì nữa. Tứ quý thì nó thay da nha anh em, cái da nó giống như cây sô đổ vậy đó. Dạ. Giống như là cái da cây tràm vậy đó. Mỗi năm nó mỗi cái thay da vậy nè. Chứ không phải là cái cây mà nó bị chóc da nha, nó bị lột da nha anh em. Này lớp da ở ngoài nè. Với hai nữa tại vì người ta trồng sâu, người ta trồng mặt đất nó tới đây nè. Nó về rồi mình làm bầu làm đế đồ lại. Rồi cái chỗ mà nó bị lấp đất đó. Để vài ngày cái nó khô cái da nó bong bong lên nè. Này anh em lấy cái cây cọ anh em chà cái là nó đỏ lên. Dạ. Cây này thì đảm bảo anh em là bao anh em sống mạnh chầm chầm nha anh em. Cây này cây mới bứng đất, cây bầu riêng nha anh em chứ không phải cây nhổ chậu nha. Dạ, cây này 4. Mặt hàng ở phôi là ở vườn em đặc biệt là không có bán cây nhổ chậu nha anh em. Cây toàn bộ là cây nếu mà nằm bầu đất là bứng đất hết toàn bộ. Dạ. Chứ không có cây nhổ chậu mà bó bầu để bán nha nè. Cây này hoành thân 27 nha anh em. Dạ, hoành 27. Chiều cao là 36. Dạ. Cây mã số 3 này em vô lưu 2,3 triệu. 300 nghìn. Tứ quý lùng lực hết cô chú, mã số 3 là 2,3 triệu luôn. Số 4. Cây nào cũng đế nó gom đặt hết trơn anh em. Cái cây này là giờ anh em chỉ vô chậu 4 thôi. Cái bầu nó là em làm rất là gọn rồi. Giờ anh em chỉ cài phần nửa cái bầu đất này thôi. Nó cài khoảng nhiêu nè, chừa cục đất nhân. Tại tháng mưa này anh em trồng dưới tứ quý là anh em phải chừa cục đất nhân nha, cho nó ấm gốc. Cây nó mạnh. Giờ anh em trồng anh em có cái bọc ni lông bự bự đó, anh em chùm bít cái thân nó luôn, anh em cột ngang đây nè. Dạ. Cho nó có cái mồ hôi thì cây nó mau kéo, nó mau ra tược lắm. Dạ. Nó mau kéo theo mà nó mau ra tược nữa. Tại vì nó có cái mồ hôi là nó nuôi cái nhựa cây tiếp cho cái cây. Thì nó rất là mau ra tược. Dạ. Cây này là mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 hoành thân 27 nha anh em. Dạ, hoành 27. Cây này về anh em ghép 5 bo, 5 chân cành. Mấy cây lùng lùng như đây anh em ghép nuôi khoảng 3 tháng là tàn nó đầy tròn vo rồi. Dạ. Mã số 4. 2,3 triệu bao ship nha anh em. 2,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ phôi em cũng chia sẻ với anh em là thời điểm này do bị dịch bệnh Covid. Ví dụ như anh em nào mà ngay chỗ mà gần mấy cái điểm mà bị dịch rồi đó, không có tiện mà nhận cây liền á, thì nếu như anh em mua có gửi lại vườn thì em nhận chăm sóc lại vườn cho anh em luôn. Yeah. Anh em cần giống gì em ghép giống đó cho anh em. Là gửi lại vườn là em khuyến mãi cái chậu 4 để vô cái cây. Và bo ghép công cán là em miễn phí hoàn toàn.
khuyến mãi cho cái chậu luôn, anh em chỉ chuyển tiền cái cây thôi. Khi mà em ghép dính rồi báo lại cho anh em là em gửi cây, thì tới lúc đó anh em nhận cây, anh em chỉ thanh toán tiền phí ship một cây như vậy đây khoảng 200 hoặc 250 ngàn thôi. Nếu như khu vực ở khoảng 300 km đổ lại, còn như ở ngoài vùng Bình Dương đồ đó, Quảng Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi đồ đó thì một cây khoảng 250 đến 300 ngàn. Tại vì mỗi một cái cây này như vậy đó em ship đi là phải đóng một cái kiện gỗ. Đóng một cái kiện gỗ ship luôn chậu với cây luôn nha anh em. Nó làm hoàn chỉnh cho anh em luôn. Mà cây thí dụ như xui gũi mà nó bị thất thoát, mắc mát hoặc là bị chết gì đó thì em hoàn tiền lại cho anh em 100%. Còn nếu như anh em chịu đổi cây khác thì em sẽ gửi hình cây khác cho anh em chọn. Là nhân dịp mà bị do dịch bệnh Covid này nhiều khi anh em không có nhận cây được liền đó, thì anh em nếu có gửi lại vườn đó, thì anh em gửi lại em ghép cho anh em luôn. Còn nếu như anh em nào mà có điều kiện nhận cây liền thì em ship liền nha anh em. Em bao phí ship. Này hoành thân 25 nha anh em. Dạ, hoành 25. Chiều cao là 35. Dạ. Cây này ghép cũng nhiều bo nha anh em. 6, 8 bo. Cây này ghép 8 bo, 8 chân cành. Số 5. Giao lưu cũng giá 2 triệu 3 bao ship luôn nha anh em. Dạ, mã số 5 này. 2 triệu 3 luôn. Còn nếu như anh em nào mà ở Cần Thơ thì ở gần vườn em, thì nếu như anh em có cần giống vài chục bo, 5-30 bo đó thì anh em cứ tới vườn em sẽ tặng cho anh em chứ không bán nha anh em. Dạ. Mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Thanh theo với cô chú anh chị. Bo này là mã số 5. Mã số 5 giá 2 triệu 3 nha anh em. Dạ. Tại vì anh em nhiều khi cũng có mấy anh em ở xa, anh em điện thoại hỏi mua bo. Nhưng mà cái bo thì em cũng chia sẻ với anh em luôn. Nếu như cắt đi, gửi đi trong vòng thời gian 2-3 ngày, 3-4 ngày anh em mới ghép thì cái bo nó sẽ yếu. Dạ. Thì anh em ghép cái tỷ lệ nó dính nó rất là thấp nha anh em. Tại vì bo thường thường anh em cắt ghép trong ngày hoặc là trễ lắm là để qua ngày hôm sau thôi. Chứ còn anh em để khoảng 3-4 ngày là anh em ghép rồi cái bo tỷ lệ nó dính nó thấp lắm. Còn nếu như anh em nào ở gần, ví dụ Cần Thơ, Vĩnh Long hoặc là An Giang gì đó, thì anh em có dịp tới vườn cần với bo gì khoảng vài chục bo em sẽ tặng cho anh em. Dạ. Chứ không bán nha anh. Phôi này thì mã số 6 nha cô chú. Lùng lực luôn nha. Cây này hoành thân 26 nha anh em. Dạ, hoành 26. Cây này củ rất là đẹp nha anh em. Nó củ liền lạc, đế nó chảy đều hết trơn. Không trống, không thiếu chỗ nào hết nha anh em. Dạ. Cây này 5 chân cành ngũ khúc luôn, hoành thân 36. Dạ. Cây mã số 6 giao lưu giá 2,5 triệu bao ship nha anh em. 2,5 triệu mã số 6. Được rồi. Cô chú anh chị mình ứng biết phôi nào thì mình chốt đúng mã số qua số điện thoại của anh Thanh thấy cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi này chưa cắt số 7. Nè, để em cắt xuống luôn nha anh em. Bữa nay là mình giao lưu phôi tứ quý hết nha cô chú anh chị. Hồi sẽ có phôi tứ quý lùng lực ha. Nhìn thấy khác liền khác cô chú anh chị. Ngon anh em, nếu mà để gì là nó cao nó bị sẽ bị chống cái đoạn này ha. Yeah. Cái này nếu mà cái cành này ở đây nó có cái chân cành nữa thì anh em để cao gì được. Yeah. Còn nếu mà nó để gì đây nó bị chống thì anh em giật cái ngọn xuống thì mình cái cây nó hài hòa lại liền. Yeah. Mấy ngày mình ghép và thành phẩm xong cái mình để là đẹp luôn hết cô chú anh chị. Ghép 5 bo nha nè. Dạ. 5 bo.
anh em nếu mà chơi mai anh em để em cái giống đẹp anh em chơi thì em cũng chia sẻ với anh em nên chọn thôi gốc tứ quý. Anh em vô thì cái tỷ lệ nữa nó cây tứ quý cái gốc nó mạnh hơn mai vàng. Thứ hai nữa cái da nó dày, nó kháng bệnh, nó ít có bị nấm hồng như mai vàng. Mà anh em chơi cái tuổi nó rất là nó một cây như vậy đây anh em. Bây giờ ghép mà anh em chăm sóc không kỹ á, anh em nuôi tới năm nó bỏ nhánh, nó chết nhánh lần lần là nguyên nhân nó vậy đó. Còn anh em mà chơi bông đẹp mà hàng ghép thì anh em chọn phôi tứ quý, anh em ghép nữa nó chỗ cái bông nó sẽ bự hơn là anh em ghép vô gốc mai vàng. Này thì phôi số 7 nha cô chú anh chị, cây nào cũng có đế cũ hết hả quý cô chú. Cây này hoành thân 27 nha anh em. Dạ, hoành 27, chiều cao là 46. Cây này mã số 7 em vô lưu giá 2.3 bao ship nha anh. Dạ, số 7 là 2.3. Dạ rồi, mình đổi cây luôn nha. Số 8. Mã số 8 này chừng cành cũng nhiều. Mấy cây lùng liền mà chân cành nó nhiều vậy đó anh em ghép vô mau đầy tàn lắm. Dạ. Cây này nó 7 chân cành nha anh em. Nữa anh em ghép vô đầu cành này 7 bo. Bỏng đầu cành 1 bo thôi. Cây này đế cũng đều lắm nghe anh em. Dạ rồi. Cái mình nó thì nói chung nó hơi dẹp. Đó, nhìn anh em nhìn kỹ cái mình nó hơi dẹp. Cái cây này mà mình nó no tròn nữa, cây này đẹp lắm. Dẹp thì em bán cái giá dẹp luôn nha anh em. Hồi em báo giá anh em giật mình luôn. Hoành thân 28. Dạ, hoành 28. Chiều cao là 38. Dạ. Cây mã số 8 em giao lưu với anh em giá 2 triệu bao ship nha anh em. Dạ, 2 triệu. Mã số 8 nha cô chú anh chị nha. Cái mình nó tròn chút nữa là giá khoảng 2.3, 2.5 nha anh em. Này nuôi 7 chi cành này riết rồi cái mình nó dẹp lép luôn. Rồi 2 triệu mã số 8 nha cô chú anh chị nha. Rồi mình đổi cây luôn ha anh ha. Số 9. Rồi số 9 là phôi tứ quý luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này chưa cắt chưa dọn nên à. Cắt giờ mình xuống đào. Đắng luôn. Cô chú anh chị mình mua cây mà mình có muốn ghép lại thì mình gửi lại chỗ của anh Thanh hết cô chú anh chị. Mình liên hệ với số điện thoại của anh Thanh nha. Chủ ngay đây nè nghe anh em. Xong lùng lực luôn. Lùng lực luôn. Năm chi cành luôn anh ha. 6. 6 chi cành luôn. 6 chi cành luôn. Này là ngũ quỷ rồi, nó hút ngũ khúc rồi. Mấy cây này là nhỏ nó trồng trong cái bọc này nghe anh em, nó còn dính cái bọc nè. Dạ. Thử ra đế nó gom nó đặt đặt lại không á.
Còn mà cây mà anh em trồng hộp không có dăm trong bọc là đế nó bò ra ngoài không. Yeah. Đế nó không có gom được. Rồi, cho em xin thông số luôn nha. Cây này hoành thân 23 nha anh em. Dạ, hoành 23. Ngay số đẹp luôn. Chiều cao là 37. Rồi, mã số 9 nha cô chú anh. Cây mã số 9 này em giao lưu giá 2,2 triệu bao ship nha anh em. Dạ. 2,2 triệu. Mã số 9. Bao ship cho quý cô chú anh chị mình tới nhà luôn nha. Dạ rồi. Cái lô mai này thật ra em bán cái giá thời điểm này, cái thứ nhất thời điểm này là từ đây cho tới tháng 10, tháng 9 tháng 10 là phôi là nó đang rớt giá lần lần. Thành thử ra mới có giá này nha anh em. Dạ, chứ phôi này mà gặp mấy tháng trước là giá khoảng tầm 2,7 triệu, 2,8 triệu đổ lên. Dạ. Thì ở đây em bán tùy theo thời điểm, tùy theo cái cây để em định giá em bán. Dạ, rồi. Thì cái phôi như vậy đây, cái giá em bán gì đây anh em thấy nó cũng hợp lý ha. Dạ, mã số tiếp theo là số 10 nha cô chú anh chị. Thời điểm này mà nếu như anh em nào mà có kinh doanh thì anh em mua phôi, anh em nuôi lại, anh em ghép mà qua năm sau là cây 1,5 năm là bông rất là đẹp, là anh em bán mới có lời. Nếu như phôi mà anh em mua đầu năm hoặc là tới tháng 10, tháng 11 đó, lúc đó là phôi nó đang sốt nha anh em. Dạ. Cây này cũng đế cũ luôn nha cô chú anh chị. Anh cắt lời xương xương, cây này anh chưa cắt. Dạ. Cây này lấy ngọn tới đây là đẹp rồi nha anh em. Dạ. Anh em đừng lấy cao quá. Cao quá nó bị hiu, cái cây nó sẽ bị hiu. Với chân cành này nó bị hư nè. Dạ. Cũng bỏ rồi. Nếu mà chân cành này nó còn thì lấy được hai chân cành này thì cắt tới đây. Dạ. Còn chân cành này nó bị hư, nó khô rồi nè. Nó bỏ thì giờ cây này em cắt xuống đây. Lấy tới đây là cây nó hài hòa rồi nha anh em. Mới luôn ha. Mình thấy cây nó liền lạc. Dạ. Lại liền không? Nhìn là phôi sạch thì có duyên lắm hết cô chú anh chị. Đây là mã số 10 nha quý cô chú. Mã số 10 hoành thân 28 nha anh em. Dạ, hoành thân 28. Chiều cao là 51. Dạ. Cây mã số 10 này em giao lưu giá 2,4 triệu bao ship nha anh em. Dạ, 2,4 triệu. Số 11 nha cô chú anh chị. Này là siêu lùng liền luôn. Cây này đế đều lắm nha anh em. Không có bị lép ở chỗ nào hết. Dạ rồi. Cho em xin thông số luôn nha. Cây này hoành thân 28 nha anh em. Chiều cao là 35. Dạ. Cây mã số 11 này em giao lưu giá 2,4 triệu bao ship nha anh em. Dạ, 2,4 triệu nha cô chú anh chị. Mã số 11. Dạ rồi. Mình đổi cây luôn á. Cây này toàn bộ là anh em vô chậu 4 nha anh em. Dạ. Rồi cây 12 này là cây cuối clip. Cây này là bự nhất trong đám nha anh em. Tới quý luôn nha quý cô chú. Lùng lực bự nhất trong đám luôn á. Ừ,
cái da nó bứng tại đất nó sâu nè. Để em gài bị nắng cái nào nó chóc ra. Này mình chà lấy cước nó, mình chà xương xương cái là da nó đỏ, nó sạch cây lại. Đế thì bỏ đều luôn hả cô chú chị nha. À, cây này cục đế đẹp lắm anh nè. Cây này là tại mua lẻ mua riêng chứ không phải là chung với cái nhóm đó. Dạ. Anh thử ra cây này có dáng khác à. Anh mua cây này anh bấn hôm gài khoảng anh để hôm gài cũng khoảng 8-9 ngày rồi. Dạ. Là tại vì có một mình đó để nhập với bầy đừng quay clip. Thì bữa nay nó kéo nhựa nè anh em. Dạ. Nè, cây nó kéo nhựa cái da nè, cây nó rất là mạnh nè. Mấy da nó kéo mới có 8-9 ngày mà nó kéo nhựa rồi đó. Cây này không gài tính trồng rồi nè, mà lại có mua cái lô đó thì để vô chung quay cái lô này luôn. Dạ. Chị em xin thông số luôn anh nha. Cây này hoành thân 35 nha anh em. Chiều cao là 38. Dạ. Cây mã số 12 cuối clip là em vô lưu giá 3 triệu rưỡi bao ship nha anh em. Dạ, 3 triệu 500 ngàn. Số 12. Rồi. Cô chú anh chị mình ưng ý coi nào thì liên hệ với số điện thoại của anh Thanh hết với cô chú. À, hôm nay thì mình có 12 khôi mai tứ quý. À, có dáng lùng lực chi cành đều luôn hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Số 12. Rồi, 12 cũng là cây cuối clip nha anh em. Dạ. Nó hình nền không em? Dạ có. Dạ rồi, trước khi kết thúc video thì anh sẽ chia sẻ thêm một số cây mai nhất cũng tại vườn của anh Thanh hết cô chú anh chị. Dạ. Có ở đây mình có vú sữa nữa nha cô chú anh chị, mình có thích chơi bonsai kiển, cây kiển vú sữa, bông giấy, mai vàng. Dạ. Đúng rồi. Mai chiếu thủy. Dạ. Cái gì cũng có mà chỉ có tiền là không có. Có mấy cây me nữa hết rồi chú. Rồi, cây này là ghép cúc thọ hương phải không anh? Cây này anh ghép cúc thọ hương. Dạ. Cây này anh ghép được 4 tháng rồi. Tàn thầm lùm luôn rồi hết cô chú anh chị ha. Rồi, cái bo ghép nha mấy cô chú. Cây này tàng đa, cây này cây dáng nó lùng liền nha anh em. Dạ. Tàng đa lùng liền. Nó mặt tiện này nè. Dạ. Cây này em đo hoành thân rồi cho anh em tham khảo luôn ha. Dạ. Nếu mà anh em có chơi mấy cây lớn này thì anh em liên hệ số điện thoại của em. Em sẽ báo giá cho anh em. Cây này là hoành thân nó 65 nha anh em. Dạ, hoành 65. Cây này nhìn ở ngoài nó khá là nhìn nó lực lắm nha anh em. Chiều cao 85 nha anh em. Dạ. Chiều cao tới đây là 85. Cây này nằm trong cái chậu bát giác là 8 tấc nha anh em. Dạ. Đó, nằm chậu 8. Nằm trong chậu 8. Ghép cúc thọ hương nha cô chú. Ghép cúc thọ hương. Rồi. Cây này Tết nay cũng có bông nhưng mà ít nha anh em. Năm sau là bao anh em đẹp luôn. Dạ. Còn cây này mình ghép cúc thọ hương luôn ha anh. À, cây này cũng cúc thọ hương. Dạ. Cây này anh ghép được 5 tháng rồi. Chột nó cũng xem ngón tay út rồi nè. Dạ. À. Mới kịp nước dây. Để sợ gió mưa lớn gió mạnh quá nó bị gãy. Dạ. Cây này thân với đế khá đẹp nha anh em, nhưng mà nó bị lỗi con cái là nó hư cái cọng rễ này. Cọng rễ này hồi đó nó nằm nó treo nè. Dạ. Rồi trồng sơ ý không có đậy á. Không có đậy lứ. Rồi bị nắng quá nó bị táp da nè. Táp da nó lột hư cọng rễ này em cắt. Dạ. Vô. Nhưng mà cọng này nó sành này nghe anh em chứ nó không có ăn vô thân nha. Này cây mai này mai vườn mai nó già. Đó, dán giấy bạc lại nè, nó đang kéo nhựa nè. Nó sành nó cứng rồi nè nghe anh em. Cái này là không có bồ phép, không có tha xi măng hoặc là keo gì ở trong này hết nghe anh em. Dạ. Nó chỉ bể cọng rễ này có nhiêu đó. Anh đục anh tha keo mặt ở ngoài dán với bạc thôi. Dạ. Đế cũng dữ lắm. Cây này nó sành, cái cọng rễ này là nó sành nó liền hết này. Dạ. Cái thân nó lắc nhẹ mà nó giót cây rất là đẹp. Mấy cây này là nếu mà có giao lưu anh em là bao sống khỏe sống mạnh.
Tại cây lớn tiền mình bán phải bao cho anh em an tâm. Để cho anh em chơi. Cây này hoành thân 47 nha anh em. Dạ, hoành thân 19 thì 47. Chiều cao từ cổ rễ tới ngọn là 90. Dạ. Tới đỉnh ngọn này là 1 mét nè. Dạ. Còn tới cái thân mà cái thân chính của nó, cái mặt cắt nè, mặt cắt từ đỉnh ngọn cho tới cổ rễ là 57. Dạ. Ừ. Mấy cây này mà nếu anh em có như có chơi thì anh em xem clip đi, rồi anh em chụp màn hình anh em gửi lại thì em báo giá cho anh em. Dạ. Tại vì cây này là cây còn đang nuôi trong vườn, em chưa có báo giá. Dạ. Chỉ quay với số đo cho anh em tham khảo thôi. Cây rất đẹp hả cô chú anh chị. Còn cây này thì em mới ghép nè, mới ghép khoảng 10 ngày thôi. Quá trời, cái này là lịch sử. Từ cái ngày mà tháo bọc cho tới tới hôm nay là khoảng 10 ngày nha anh em. Dạ. Đó, 10 ngày mà cái bo nó ra khoảng 2 tấc rồi nè. Tháo bọc khoảng 3 ngày rồi khiêng ra nắng. Khiêng ra nắng rồi xịt thuốc sâu với ngừa thuốc kháng thư. Tại vì cây mai mà đọt non gan gì đây là anh em phải ngừa kháng thư nha anh em. Dạ. Tại mấy tháng này mưa nắng bất thường anh em mà không ngừa, đọt non anh em không ngừa là tháng này nó dễ bị đốm lá, nó cháy lá lắm. Cái này ghép nó khoảng trên 10 bo luôn á, em thấy thích gịch. Cây này hai mấy bo. Dạ. Cây này nó già lá này, nó gan cơ đọt nữa là anh dặn nước chay là cái tàn nó muốn tròn rồi đó. Mấy cây lùng lực này là ghép nuôi nó rất là mau đầy. Còn mấy cây mà phong cao cao rồi đó thì nó lâu đầy hơn. Dạ, quá lâu đầy tàn luôn á cô chú anh chị. Cây này cũng nằm trong cái chậu bát giác 8 tấc nha anh em. Đây cây này hoành thân là 59. Dạ. Đó, đo ngay cái eo này là 59. 59. Ừ. Cây đo hoành đó là thường thường anh đo bỏ cổ rễ với đo ngay cái eo đây. Dạ. Cái số đo trên lệch 1-2 phân nó không có thành vấn đề. Nhưng mà về nhiều khi anh em nhìn cái thấy cái cây nó anh em đo lại nó chính xác hoặc là nó bự hơn chút thì anh em người ta rất là vui lắm. Còn ví dụ mình đo mình kéo cổ rễ này hoặc là dùng thước dây, ví dụ cây này đo ra 63, 64 là bình thường. Dạ. Nếu mà đo sợi dây với chịch xuống đây chút là nó ra 63, 64 là bình thường. Dạ. Nhưng mà trên lệch 1-2 phân thì nó không thành vấn đề. Quan trọng là cái cây. Ừ. Cô nhìn cái cây nó đẹp với cái giá cả nó hợp lại là anh em ta mua liền. Lùng lực luôn nha cô chú anh chị, mấy chỗ cái mặt cắt này là nó đang kéo nhựa rất là nhiều luôn rồi cô chú. Cây này nó mạnh lắm anh em ơi, cây tơ nhìn cái da nó đỏ ao mà nè, mặt cắt cọng rễ này mà nó kéo nè, trồng mới có chừng 2 tháng này mà nó kéo gì nè. Dạ, rồi. Mình lưng ý cây nào thì mình liên hệ với số điện thoại anh Thanh hết cô chú. Cây này nhìn ở ngoài nó lực cây lắm nha anh em. Dạ. Nằm trong chậu bát giác 80. Dạ. Rồi. Còn cái cây này thì mấy cây này, ba cây này là mới quay là toàn bộ là gốc mai vàng không nha anh em. Dạ. Chứ không phải gốc tứ quý nha. Đây đây cũng cây mai vàng phong cao nè. Cây này anh cũng mới ghép có một tuần lễ nè. Mới khiêng ra nắng hôm qua, ghép tháo bọc để trong trại mấy ngày, mới khiêng ra nắng hôm qua đó. Giờ lá nó dựng hết rồi nè, đang ra đọt non. Cái cây này cũ ở dưới đẹp lắm nha anh em. Cây này phong cao nó cái cũ luôn. Nguyên cái cũ nè. Dạ. Nguyên cái cũ nó hàng sưu tầm luôn cô chú anh chị. Cây này cái thân thì nó không bự không. Dạ. Cái thân nó hoành thân nó có 31 mà. Dạ. Mà cũ nó bự lắm. Cũ cái... tới 65 lần. Dạ, nguyên cái cũ như cũ mì luôn á cô chú. Chiều cao nó 1,5 m cộng thước dây nè nha anh em. Dạ. Đó, mấy cây này ví dụ anh em có giao lưu em bán lúa non luôn. Dạ. Cái giá nó là em báo là anh em rất là ok. Dạ. Quá trời cái cũ luôn á cô chú anh chị nha. Cây này nằm trong chậu 7 nha anh em. Dạ. Dạ rồi. Gửi lời ghép. Dạ rồi, cô chú anh chị mình chọn phong cao thì mình chọn cái này hết cô chú. Còn mấy cây này là mấy clip trước em bán cho khách nè, khách gửi lại ghép nè. Đó, cây này ghép mới đem ra nắng có 4 ngày nè. Tháo bọc đem ra nắng được 4 ngày nè. Dạ. Đọt nó ra mạnh, nhìn thế này là gốc tứ quý nè anh em. Dạ. Gốc tứ quý. Đó, số cây khách mua gửi là vườn ghép là ở trong trại này nè. Nên đang ghép cho khách nè. Dạ. À, còn trong này là cái lô trước, mấy cái clip trước thì anh ghép có một số anh tháo bọc rồi nè, tháo bọc nó ra đọt rồi nè,
Còn số thì chưa có tháo, mới ghép 5-6 ngày thôi. Đế viết viết không hả cô chú anh chị nha? Cây tứ quý này đế, nguyên cục đế đặt luôn. Này là 4 chi cành luôn anh ha. Ừ, 4 chi cành à. Đế đặt hừ luôn. Quá trời luôn. Cái lô này là anh bán cho khách là lô trước. Bây giờ tới thời điểm ghép rồi đó. Còn cái lô bên đây là anh chuẩn bị ngày mai anh vô chậu nè. Cái lô này ngày mai là anh vô chậu, là anh trồng khoảng một tuần lễ sau là nó ra tược là anh ghép rồi nè. Bây giờ là nó đang lú tược hết rồi. Mấy cái lô này anh em dòm thấy là anh em biết là em quay mấy cái clip trước đó. Anh em chốt gửi lại ghép đó. Là này là ngày mai vô chậu rồi nè. Này nó kéo nhựa hết rồi, nó kéo nhựa mạnh hết rồi nè. Nó kéo mấy da lên nè. Mấy cây mai vàng này thì nó đâm mục rồi nè. Nó nứt mục hết rồi nè. Bây giờ ngày mai vô chậu trồng là khoảng tuần lễ là nó ra tược khoảng khoảng tắc tắc hết là ghép. Nó cây mà anh em vô chậu anh em trồng nó ổn định, nó ra tược cái này nè. Nó như gì đây là nó dẫn nhựa lên thân nó mạnh rồi thì anh em ghép tỷ lệ nó dính đạt lắm nghe anh em. Còn cây mà anh em mới vừa mua về anh em trồng vô anh em ghép liền là nó chưa dẫn nhựa lên anh em ghép nó ruột hoài à. Dạ. Như cây này là anh em ghép là tỷ lệ là 90% đổ lên nè. Cây này là quá dở. Cây này cũng quá bán cho khách đúng. Rồi người ta gửi lại ghép. Dạ. Cây này cây quái. Dạ. Nó kéo nhựa mấy da nè. Kéo nhựa với nó ra tược như đây là nó dẫn nhựa lên thân là anh em tách ra anh em ghép là tỷ lệ nó dính đạt cao lắm. Dạ. Dạ rồi. À, anh xin kết thúc video tại đây nhé cô chú anh chị. Lễ hẹn để quý cô chú anh chị lúc sau sẽ chia sẻ thêm nhiều cây VIP của anh Thanh hết cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Anh chào hết chị em anh Thanh ha. Rồi, chào anh em. Chúc sức khỏe anh em với chống dịch thành công anh. Thành công nha anh em. Dạ. Anh em coi có cây nào được thì ủng hộ em, rất cảm ơn. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha.